Nha mọi người, giờ mình sẽ nhắc xuống và nhắc xuống ăn thôi. Này chắc cũng cỡ lâu rồi, rút muốn gần hết nước rồi. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục thử thách là nấu ốc bu, nấu cà ri nha mọi người. Đây ốc bu mình mới vừa bắt hồi hôm về đây. Giờ mình sẽ đem đi luộc sơ rồi mình lấy ra. Đây mọi người, mình sẽ luộc sơ rồi lấy ra nấu cà ri. Ốc bu nấu cà ri. Đây mình luộc một hồi nó cũng sôi rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đem ra lễ. Đây mình mới vừa đổ ra xong đây. Giờ mình sẽ bắt đầu lễ nha. Vì nó chín thì mình có thể chấm nước mắm ăn được ạ. Mới vừa lễ ra xong đây. Giờ mình sẽ rửa lại cho sạch. Mình sẽ cho muối vào nha. Sau khi rửa muối xong, giờ mình sẽ rửa với cục phèn chua nha mọi người. Đây giờ mình sẽ đi chặt vài trái dừa vào nấu cà ri ốc nha mọi người. Đây mình sẽ chặt vài trái dừa. Mình vô mình đổ vô nấu cà ri ốc. Em ơi, mình mới vừa chặt xong nha. Giờ mình sẽ đem vô chặt lấy nước. Mới vừa rửa sạch đây. Giờ mình sẽ bắt đầu ướp nha. Đây mình lại tiếp tục làm món ốc nấu cà ri. Ốc bu nấu cà ri. Ốc bu bọn đồng nha. Mới bắt rồi ha. Đầu tiên mình cho củ hành, tím, tỏi, ớt vào nha. Tiếp đến mình cho cái hũ đồ ướp cà ri vào nha. Đây, nên mình sẽ nấu ốc, nấu cà ri. Đây, cà ri ca nha mọi người. Đây, mình chọn cho đều. Theo mình cho xả vào nha, xả khúc vào. Đổ cà ri vô. Cuối cùng mình cho bột tỏi vào nha. Tiếp theo giờ mình cho gia vị vào nha. Cho tí bột ngọt. Tiếp theo mình cho tí muối. Mình cho lại cho tí đường. Rồi cuối cùng mình trộn đều. Đây mình đang ướp ốc nha. Cuối cùng mình cho tí ngũ vị hương vào. Đi bằng chảo nha. Nhà không có nồi. Đây giờ mình sẽ đổ nước dừa khi nãy mình đi hái vào. Đây mình nấu cà ri bằng nước dừa nha mọi người. Mọi người, đây là mình nấu cà ri cay nên mình nấu bằng nước dừa. Đây mình nấu cà ri ốc. Đây ốc bu nha mọi người.
Giờ mình bắt đầu nấu nha mọi người. Curry ốc. Đợi sôi thì mình đợi khi nào nó sôi thì mình sẽ bỏ củ cải và khoai lang vào. Đồ thơm thơm mình nha mọi người. Kari ốc. Sâu dữ lắm rồi nha mọi người. Sôi rồi mình sẽ cho củ cải đỏ vào. Tiếp đến mình cho khoai lang vào nha. Cho khi sôi nhiều mình sẽ cho hành tây vào. Thơm quá thơm à. Đây là nấu curry ốc bu nha mọi người. Đây nha mọi người. Giờ mình sẽ nhắc xuống và nhắc xuống ăn thôi. Đây này chắc cũng cỡ lâu rồi. Rút muốn gần hết nước rồi. Đây mình vừa nhắc xuống nha mọi người. Kari ốc bu. Đây mình sẽ ăn với bánh mì. Nhìn rất hấp dẫn, rất ngon nha mọi người. Mời mọi người nha. Giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Đây là ốc, củ cải đỏ và khoai lang. Mời mọi người nha.